Trên tay cà khúc đây là một chiếc điếu lửa khói. Giờ cà khúc sẽ test thử cho mọi người thấy tiếng kêu của chiếc điếu này. Rất chi cà phê. Và hiện nay trời cũng đang còn đổ mưa. Nhờ một ca sĩ viết ca khúc Thích nắng trời đổ mưa sẽ phát hành trong thời gian sắp tới. Cao Đại Phúc.